Robot này là giảm 31% thanh lý này. Shimano. Hút siêu mạnh cái gì gì của Nhật Bản á. AI Nhật Bản. Circulator. Circulator. Máy hút bụi Philips. Hút bụi cầm tay đang còn 449.000 này. Đây nha, mình thấy cái này hay này. Mình thấy cái này này, vừa là cái đèn nhá. Đấy, mà còn 149.000 thôi. Đó, đang giảm giá, đúng không? Cái này vừa là loa này, loa Bluetooth nhá. Vừa là đèn này. Vừa chạy được cái âm thanh cắm từ USB này, sạc bằng cái cổng USB bình thường này, có cả thẻ nhớ này. Đấy. Nói chung cái này hay này, cái này còn hay hơn đèn của Điện Quang. Đây mấy cái đồ của Catcher cũng rẻ. Cái máy hút bụi Catcher này. Mấy chung cái máy hay là cái máy lọc không khí của Sharp này. Đang còn 2,3 triệu. Còn con này á Sharp FPG40E là 4,6 triệu này. Đấy, nó lọc không khí ion này. Luồng khí Quanda này, lọc 3 bước lọc khí này. Đấy, xử lý ion plasma. Đấy, nếu mà các bạn mà chưa có đủ tiền mua cả con hút ẩm thì sẽ mua con này. Còn máy là không khí Catcher này, nước rửa Catcher. Nói chung mấy cái đồ này bây giờ nó chẳng hay mua đâu. Nếu mà khi nào rẻ quá thì ta mua. Đây nhá, quạt đứng của Toshiba đang giảm giá trong Mega Market nhá. Đấy, còn 829.000 thôi. Bình thường là người ta để 899 đấy. Đấy. Quả đứng Lifan thì đã mua lại, hình như Lifan mua lại Toshiba thì phải. Không phải. Đây quả đứng AC Standing. Mình thử nha. AC chắc là được cái gì. 699.000. Nhưng mà âm thanh hơi xè xè nha các bạn nhá. Hơi xè xè. Ví dụ chúng ta thử con Toshiba đi thì âm thanh gió nó không bị xè, nhưng con này xè. Con vù 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 vù. Đấy. Con này nhá. Con này không được. AC này không được. Con Toshiba nó vẫn công nghệ cao hơn. Cái chủ yếu là cấu tạo của cánh quạt ấy. Nhưng mà âm thanh này nghe đau đầu nhá. Đó, mà tóm lại Toshiba vẫn là hơn.